Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Cao Hiền Audio. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, Cao Hiền sẽ được tiếp tục trở lại với các bác với một video tiếp theo và giới thiệu đến tất cả các bác, các chú, các anh, các chị một siêu phẩm, một dòng micro được mệnh danh là hiện đại nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, và một dòng micro cho ra chất âm cực kỳ nhẹ nhàng êm ái, đó chính là dòng micro BFG11. Con này nó nằm trong phân khúc gia đình và phòng hát các bác nhá. Đấy, đầu của nó là thiết kế như đầu của Shure và Sennheiser xịn luôn các bác ạ. Chính vì vậy cái size của đầu thu nó chỉ nằm tầm khoảng 22 phân, và hai chiếc đầu thu nó ghép lại thì nó sẽ bằng một chiếc đầu thu bình thường. Tức là gọi một cái từ nôm na nó chính là đầu thu nhỏ các bác nhá. Mặt của nó là mặt phay nhôm CNC cực kỳ là đẹp. Đây là nút nguồn đấy quá. Đây chính là cái chỗ mắt để tất cả các bác khi mà nó bị sai tần số là các bác dò tìm. Còn đây chính là cái cụm phím để xử lý tín hiệu bên trái và tín hiệu bên phải. Đây chính là cái cụm phím để chỉnh volume to nhỏ các bác nhìn thấy không? Đấy, ví dụ như cái này các bác có thể ấn to nhỏ là nó nằm đây. Đấy, và ở trên đầu thu này thì nó còn có cả một cái tính năng nữa. Đó chính là cái tính năng cắt tần số các bác ạ. Ở đây thì các bác có thể chỉnh được độ nhạy này. Độ nhạy cao, độ nhạy thấp này, các bác chỉ cần ấn vào nút set, các bác ấn 2 lần thì nó ra cái phần set Pro EQ này. Đấy, nó sẽ lên độ nhạy này. Các bác để độ nhạy nó càng cao, cái số nó càng cao thì độ nhạy nó càng thấp, mà số nó càng thấp thì độ nhạy càng cao. Và ở trên này khi mà các bác sử dụng ấy, nó có một cái hay hơn những cái dòng micro khác là ví dụ như đây, con này của nó là Vol 37 này. Vol 37 tức là mức độ âm thanh của nó 37, và cái ngưỡng âm thanh con này lên cực kỳ là lớn luôn các bác nha. Nếu mà các bác để ở cái mức thông thường thì con này nó lên đến tận 49 cơ. Chính vì vậy mà các bác chỉ để cho em tầm khoảng từ 40 cho đến 45 là âm thanh nó mạnh lắm rồi các bác ạ. Thật sự là rất là mạnh. Và các bác nhìn qua về cái đầu thu của nó thì các bác nhìn thấy là nó rất là sang trọng, với một cái tay của nó là màu xám, đầu thu màu xám, rất sang trọng. Và dòng này người ta thiết kế dành riêng cho gia đình và phòng hát. Sóng của con này có thể ổn định tầm khoảng từ 30 cho đến 50 mét. Vì vậy tất cả các bác có thể đi làm những cái chương trình hiếu hỉ, các bác bỏ cái bộ micro này vào trong cái ba lô, các bác xách đi xách lại rất là gọn gàng. Và đặc biệt tay chân của nó thì em phải dùng hai từ là đẹp mút chỉ luôn các bác nhé. Đẹp mút chỉ luôn, bởi vì tay chân của nó là những cái dòng micro hàng còn dự phòng ở trong phòng hát. Chính vậy mà nó đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Các bác có thể nhìn đây chính là cái hệ thống tay chân và hệ thống gôn của nó đây. Đấy, tay chân ruột gan của nó là còn cực kỳ là đẹp. Đấy, ruột gan quá đẹp luôn các bác. Và với bộ micro này thì nó còn nguyên cả chống lăn, nguyên cả chống sốc theo bộ của nó về. Chính vì vậy mà em sẽ lắp những cái thiết bị này theo bộ luôn cho tất cả các bác nhá. Đấy, hàng bãi nhưng mà nó còn mới đến tầm khoảng 95-97%. Như thế này đó là một cái việc là cực kỳ là hiếm có ở trên thị trường Việt Nam. Và một điểm đặc biệt nữa thì em cũng nói luôn cho tất cả các bác chúng ta cùng được nghe. Ở trên chiếc tai mic này nó có một cái tính năng mà tất cả những dòng micro thông thường ở bên ngoài thị trường không bao giờ có các bạn. Không bao giờ có luôn, đó chính là tính năng cảm biến va chạm tức thời. Đã, tất cả các dòng micro khác không có, duy nhất chỉ có dòng BFG11 này là có. Còn các dòng đang có ở bên ngoài thị trường Việt Nam là hiện tại theo Cao Hiền tìm hiểu là không có tính năng đó. Tức là khi các bác sử dụng, đấy, các bác chỉ cần đập hoặc là va chạm nhẹ như này, tự động nó sẽ cắt tiếng. Các bác làm rơi nó cũng tự động cắt tiếng. Và đặc biệt là các bác để như thế này, đấy, trong vòng 3 giây thì tự động nó sẽ không thu tiếng vào cái côn mic này nữa. Nhưng các bác chỉ cần sờ tay, các bác đụng hoặc các bác chạm vào như này thì nó sẽ có tiếng. Còn nếu mà các bác tác động bên ngoài này không có tiếng các bác nhá. Đấy, đây là một cái bộ micro phải nói một cái từ nó quá đẹp, nó quá xuất sắc. Và chất lượng âm thanh của nó ta thì em khẳng định luôn, những bộ micro các bác mua tầm khoảng 7 triệu 8 triệu là không có cửa để nói chuyện với bộ micro này đâu. Và cho các bác xem qua về cái đầu thu của nó đây. Đầu thu của nó là dòng đầu thu nhỏ, mặt CNC phay nhôm nguyên khối. Đấy, và em cũng đang giới thiệu tất cả các phím trợ năng nó nằm ở đây rồi. Đấy, ở đây thì nó có to nhỏ này, to nhỏ này. Đây là phím set này, lên xuống này. Màn hình của nó đây. Và con này của nó là nó có 500 kênh riêng biệt. Chính vì vậy các bác không bao giờ sợ bị trùng tần số, trùng sóng. Đây là mắt thần các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy ruột gan của nó đây. Thật ra đối với con này thì BFG1 nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Đấy, và được sản xuất lắp ráp hiện nay tại cái thị trường Đài Loan. Và lý do tại sao chúng ta lại được mệnh danh là dòng micro hay nhất và đỉnh tiếng nhất
Đấy, sau đó lại là một bộ micro hiện đại nhất, bởi vì dòng này nó cho ra một chất âm rất là hay. Đấy, và về các bác chơi phòng hát, chơi gia đình thì các bác chỉ cần cắm một cái lỗ này thôi. Đấy, bởi vì nếu như mà đi làm show, làm sự kiện thì nó mới thiết kế hai jack Canon. Còn dòng này thì nó bỏ qua jack Canon các bác nhá. Đấy, bởi vì nó thuộc cái phân khúc là micro dành riêng cho phân khúc gia đình. Đấy, tiếng rất hay. Và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng, thử tiếng và báo giá cho tất cả các bác chúng ta cùng được biết. Đây, các bác nhìn này. Một bộ micro vẫn hoạt động bình thường đúng không? Đây các bác nhìn nhá. Đây, bộ micro đen đang bình thường. Nếu như mà các bác sử dụng cái bộ micro ở nhà các bác mà gõ như thế này là tự động nó sẽ có tiếng. Nhưng bộ micro này hoàn toàn không bao giờ có tiếng. Đây chưa phải là cảm biến gia tốc các bác nhá. Cảm biến gia tốc là khi nào đánh rơi. Còn cảm biến này thì khi mà các bác va chạm này, nhẹ có tiếng đúng không? Thật nhẹ có tiếng đúng không? Nhưng mà các bác đập thoải mái này. Nếu mà các bác gõ mạnh phát là không bao giờ nó ra tiếng nữa. Đây là một cái điểm thật sự là nó rất là thông minh, hiện đại. Nó có một cái con cảm biến mà chỉ có dòng BFT11 này thì nó mới có thôi. Đấy, ngoài ra thì không bao giờ có các bác nhá. Em thử tiếng nhá. Thử tiếng luôn để tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. 67. Các bác nghe thấy tiếng phiêu. 1 2 2 6 6 7. Đây, bây giờ thì em giảm bớt echo để cho các bác cảm nhận thấy là cái âm thanh mộc của nó là nó làm sao. Gần như là giảm hết echo nhá. Alo, 67 1 2 2 6 6 7 7. Đây là âm thanh mộc hoàn toàn không có echo các bác nhá. Hoàn toàn không có echo nhá. Đấy, 67 1 2 2. Đấy, và hiện nay thì anten còn em còn chưa lắp anten này. Các bác nhìn thấy sóng vẫn full căng đét. Đấy, dòng này của nó thì anh em đi làm những show sự kiện, tiệc tùng, đám cưới, hội nghị vừa và nhỏ thì các bác yên tâm rằng đây chính là một bộ micro. Đấy, các bác có thể tìm hiểu là dòng BFG11 thì rất nhiều các đơn vị ở bên ngoài thị trường đang bán ra với giá rất là cao. Và trên video ngày hôm nay em Hiền chỉ để cho các bác với giá là 1.700.000 đồng và vẫn kèm tặng kèm cho các bác thêm một bộ pin sạc. Để làm sao anh em chúng ta là những người mà chơi những bộ micro như thế này. Đấy, được tặng thêm một bộ pin sạc 1.700.000 đồng với mức giá như thế này là rẻ hơn so với mức giá thông thường rất là nhiều rồi các bác. Rẻ hơn tầm khoảng từ 300 cho đến 500. Và tất cả các bác chúng ta ai có nhu cầu mua bộ micro này, các bác nhanh tay, nhanh chân chốt đơn và qua số điện thoại hotline là 0936 118 558. Số lượng có hạn. Tất cả anh em thợ hoặc là tất cả anh em là những người ai có nhu cầu mua bộ micro này liên hệ qua số điện thoại bên trên các bác nhá. Còn số điện thoại bên dưới là số điện thoại của Cao Hiền hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các bác. Rất mong tất cả anh em xem video cho em Hiền xin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.